Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Evoware.io. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn ơi, hôm nay mình đã căng rồi. Vì thế mà mình quyết định sẽ chinh phục level cao nhất ở trong cái tựa game này. Các bạn nhìn thấy cái mặt của mình thì thấy là căng rồi đúng không? Đó, mình đã từng chinh phục tới level 35 rồi nhá. Đây cho các bạn xem, 36. Đấy, mình chinh phục tới level 36 rồi. Tuy nhiên đấy, là hình như mình chưa một lần chinh phục level 37. Tuy nhiên là hôm nay tôi quyết tâm sẽ chinh phục tới level 39 luôn. Ok chưa? Uy tín với anh em là hôm nay mình sẽ gọi là cố gắng chinh phục tới level 39 luôn. Nếu như mà không chinh phục được thì các bạn nhớ bỏ lại cho mình một like để lần sau mình chinh phục tiếp nha mọi người. Rồi, và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục hành trình chinh phục level 39 nào. Let's go. Ok các bạn ơi, bây giờ cái trang web này nó bắt đầu nó bắt chúng ta phải xem quảng cáo rồi, cho nên là lỡ may mình cũng mà bị ngủ một phát đấy là phải xem quảng cáo hết mười mấy giây. Nhiều khi mà các bạn xem quảng cáo xong ấy thì nó lại bắt các bạn nó lại bắt các bạn phải gọi là reset lại chơi từ đầu. Cho nên bây giờ mình thông minh hơn rồi nhá, mình không có ngu ngốc như xưa nữa. Mình sẽ chơi một cách cực kỳ an toàn, kể cả không có chinh phục được level cuối thì cũng cố gắng ngủ ít nhất có thể. Đấy, để tránh cái tình trạng là bắt xem quảng cáo á, bắt anh Vũ xem quảng cáo á. Người xem của anh Vũ còn chưa xem quảng cáo của anh Vũ mà. Rồi xong, tạm biệt một chiếc Ski Bidi Toilet các bạn ạ. Bữa tại sao bọn này sau khi bị hạ gục là chúng nó biến thành một cái anh đầu toilet Ski Bidi đốp đốp jet các bạn ơi. Gặp ngay với anh đầu toilet. Ha ha ha. Ha ha ha, đừng có quá ba hoa. Nào các em. Ôi ơi, ơi, ơi. Nhơn nè, đừng có đuổi, đừng có đuổi. Đừng có đuổi, thấy cái tên Vũ Lít là coi chừng đi. Hãy biết đường mà coi chừng anh đi. Anh giờ chơi game rất là hay đó, không còn như ngày xưa nữa đâu. Với khả năng của anh, anh nghĩ là anh có thể gọi là phá đảo không ra nào. Chân thần nỗi đau xuất hiện anh em ơi. Đấy, hạng 7 toàn server nha. Các bạn thấy với cái khả năng này của mình thì Miku, gặp ngay Miku. Rồi, Medusa. Medusa, rồi tộc trưởng lên hạng 4 luôn các bạn thấy không? Này này, thằng này kinh nghiệm chơi nó đầy người rồi. Này, sai, phong cách 360. Uầy. À, sao lại có thể đi qua đây nhỉ? Áo thật đấy. Anh em check vào mình qua đây xem mà có phải là như là mình chém được con nửa thôi nhỉ? Hay là bị lắc nhỉ? Ê, ui, ui. Ủa vãi, ghê quá, anh đây nhìn có vẻ đẳng cấp ấy. Mình vừa không bắt xem quảng cáo nhưng mình cảm giác là hơi run hơi dễ. Quái vật một mắt, quái vật một mắt mang tên Vũ Lít. Anh sẽ gọi là trở thành vị vua ít nhất là hôm nay nhá. Phải đội vương miện một lần các bạn ạ. Tôi muốn có cảm giác đội vương miện. Ôi, đàn cay thế nhở. Ê, 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 đừng, đừng, đừng anh ơi, đừng nha, đừng nha. Tôi không muốn biến bạn trở thành bại tướng của tôi đâu. Nhưng mà tí nữa đánh sau đi. Đã bảo rồi đừng có nhờn với anh. Cái game này đấy, chặn quảng cáo thì nó không cho chơi, mà xem quảng cáo nhiều khi nó bắt chúng ta phải reset lại, cực kỳ là khó chịu luôn. Mình vừa ăn đằng kia là bên lên hạng 3 xong rồi nó bắt mình xem quảng cáo các bạn ạ. Mình mà chặn quảng cáo là nó không cho mình chơi nữa. Thế mới cày gì. Mà thôi kệ. Úi giời ơi, level 27 rồi anh em ơi. Hôm nay mình nghĩ sẽ là một ngày tuyệt vời của mình á. Hạng 3 toàn server rồi. Mày nè, nhờn với anh Vũ ư? Vương miện đâu, mang vương miện đây cho anh. Anh không thích giỡn đâu. Được rồi anh em ơi, đi follow sau rớt. Từ từ nhá. Qua ba đạo anh em ơi. 15 phút đã tới level 28 rồi. Hôm nay không phải là ngày vô địch của anh Vũ thì hôm nào mới là ngày vô địch của anh đây. Đi farm gà các bạn ơi. Level 29, level 29. Mình nghe đồn cái cây level 29 nó sẽ dài hơn cây level 30 rất là nhiều nha. Và món quà, món quà đó chính là em. Bạn ơi đừng. Ăn. Trời ơi, từ từ bình tĩnh em ơi. Mình phải ăn thằng này. Quá là gà. Back to the game baby. Hôm nay anh hơi bị nóng đó nha.
vừa mới bị thua một quả xàm lắm đấy nha. Quay trở về với level 28. Ui thằng kia level 31, 32 gì rồi các bạn ơi. Không sao, không sao. Đây là cái thời điểm vàng các bạn ạ. Bắt đầu tới thời điểm vàng để đi kiểu... Ôi, đừng có đuổi. Nhắc nhở nhẹ nhàng là đừng có đuổi. Tự hiểu đi chứ. Đuổi anh là cả một vấn đề này. Anh cần đi tìm những cái đứa gọi là to như kiểu thằng Cheman này này để mà liếm láp. Rồi level 30 rồi. Tứ thân thức tứ, hạng 2 toàn server. Nào tôi muốn một lần lên hạng 1 đấy. Trời ơi, siêu CD7. Gặp ngay anh 7 anh em ơi. Ê, 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 bố là ai? Bố là, ê, lắc. Bố là tất cả, bố ơi, bố ơi. Lại đồng quy vô tận, cày thế nhở. Ủa, mình vẫn được tính level 30 nè. Ngon, vẫn hạng 5 toàn server nhá. Fan ai? Sao không phải là fan? Mày không phải fan Vũ Lít là thấy ghét rồi nha. Anh quay lại đấy nha. Anh quay lại nha, em tham minh cho chuẩn nha. Anh quay lại là anh gõ cho em nhất người nha. Không sao hạng năm. Em ông hạng 3 cái ông hạng đời không là tên là lũ khốn nạn luôn anh em ạ. Vãi cả lều thực sự. Squid Battle, Squid Game anh em ơi. Gặp ngay Squid. Ê, lũ khốn nạn à, cày thế nhờ. Đánh giá là nằm xuống hơi nhiều đấy. Đánh giá là nằm xuống hơi nhiều đấy. Nhưng mình vẫn có cơ hội mà đúng không? 30 rồi các bạn ơi. Cơn gió này. Nào siêu à. CD7. Phát anh 7. Đúng rồi. Đúng rồi. Hơi à! Cái gì đây? Cay thế. Tại sao tôi cứ phải vật lộn thế này? Càng ngày trình càng đi xuống rồi. Đấy là cái lý do tại vì sao mà hôm nào cũng cần phải chơi đấy các bạn ơi. Nếu mà hôm nào cũng chơi thì trình của bạn sẽ lên. Còn nếu các bạn cứ chơi theo kiểu nửa vời thì các bạn sẽ không lên trình được đâu. Sun God Nika này gặp ngay Luffy anh em ơi. Nó level thấp hơn mình mà. Hách chắc luôn. Không sao, thời gian vẫn còn nhiều các bạn ơi. Bây giờ chơi game hết sức điềm tĩnh lại là có thể thắng được đó. Các bạn tin mình đi. Chúng ta cần có một sự điềm tĩnh. Chúng ta vẫn có thể chinh phục cái level cuối nhá. Mình nghĩ là chỉ cần một khoảng thời gian siêu ngắn thôi là mình cũng đủ để có thể gọi là giành được chiến thắng đó mọi người. Nếu các bạn tin mình thì các bạn tin đúng người đấy. Bởi vì mình sẽ giành được level. Ô, hai cái đi xuyên nhau luôn kìa. Ê, cái gì đấy? Ôi ôi, nó vừa bị cái gì đó các bạn ạ. Nó vừa bị lắc. Nó vừa bị lắc. Level 30 rồi, rồi bây giờ tập trung cao độ này. Chơi game một cách tập trung cao độ này các bạn. Hiện tại đã hạng 8 đúng không? Được, mình sẽ biến cái hạng 8 này thành vô cực các bạn ạ. Mình sẽ biến cái hạng 8 này thành hạng vô cực nhá. Biến hạng 8 thành hạng vô cực này, bắt đầu này. Bung sức, bung khả năng, bung trình này các bạn. Tới lúc anh tung trình rồi. Khả năng của anh nó phải trên trung bình. Ok. Kinh đảo. Rồi, 31 rồi anh em. Còn mấy cấp nữa? Tới lúc tỏa sáng rồi anh nói rồi mà. Anh không có đùa đâu. À, gặp mấy thằng này. Ừ, vẫn phải lên cấp đã. Đừng bắt tôi chơi quay trở về cấp 30 mà. Con này nhìn nó. Chúng nó nguy hiểm quá vậy trời. Đừng có nguy hiểm đến mức độ quá nguy hiểm nhá. Kenry ạ. À? Mày ăn cái gì á? À? Tạm biệt. Từ 31 rồi anh em ơi. Sky à? Phan Sơn Tùng này. Đây, từ bình tĩnh anh em ơi. Khó thế, 45 giây nữa. Ui, trời ơi, không đập được quả kia kìa. Cố lên hạng 8, ít nhất nó phải lọt top 5 các bạn ơi. Lọt top 5. Người ta chơi thì đẳng cấp, còn mình chơi thì phải chơi theo cách ẩn nấp ấy các bạn à. Lọt top 5, 30 giây. Này, 30 giây làm nên một thành tựu này các bạn. Đi tìm trùng quê đánh nào. Phan N. Nguyên à? Sao không phải là Phan Vũ Lít? Sao không phải là Phan Vũ Lít nào? Được rồi. Ấy hô. Ok. Đâu có thằng to làm phát đi nào. À. Ê, nhục nhẹ quá anh em ơi. Hết giờ rồi. Vào không kịp nữa. Ôi. Sao cái trận này cao nhất mới level 36 thì phải. Trời ơi, một cái trận đấu mà cùi bắp như này mà mình còn không đạt được cái top gì trong đây. Đúng là nhà vua hết thời các bạn ạ. Quá buồn các bạn ạ. Ok, và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bấm like cũng như là đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là động lực rất là lớn giúp mình làm thêm cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Goodbye.